Thưa quý vị và các bạn, thị trường mỹ phẩm đang không ngừng mở rộng để đáp ứng nhu cầu làm đẹp của chị em phụ nữ. Tuy nhiên, lựa chọn mỹ phẩm như thế nào để đảm bảo an toàn cho làn da cũng như sức khỏe của mình luôn là vấn đề mà đa số chị em phụ nữ quan tâm. Câu trả lời sẽ có trong chuyên mục Góc nhìn người tiêu dùng ngày hôm nay. Nếu như trước đây, công nghệ làm đẹp được ưa chuộng với các loại hóa mỹ phẩm đa dạng do những hiệu quả nhanh chóng mà nó mang lại, thì những năm gần đây, xu hướng sử dụng các sản phẩm chiết xuất từ thiên nhiên lại được nhiều chị em phụ nữ ưa chuộng hơn cả. Nắm bắt được xu hướng đó, công ty Long Phụng Khang đã trở thành doanh nghiệp sản xuất, phân phối các sản phẩm làm đẹp, chăm sóc da có xuất xứ từ tự nhiên với chất lượng được nhiều chị em phụ nữ đánh giá cao. Dòng sản phẩm thương hiệu Laleya được sản xuất toàn bộ trên dây chuyền mới của nhà máy đạt chuẩn cGMP, trải qua nhiều công đoạn với quy trình chặt chẽ, có sự kiểm tra nghiêm ngặt từ nguyên liệu đầu vào cho đến lúc ra sản phẩm. Sau khi đi một vòng xem thử các sản phẩm ở cửa hàng và được cô chủ cửa hàng tư vấn và test thử bộ sản phẩm Laleya, phẩm từ sữa rửa mặt, kem dưỡng da, serum giảm nám có mùi dịu nhẹ và dễ chịu. Bên cạnh đó, bạn bè mình cũng đã sử dụng sản phẩm này và chia sẻ tích cực về Laleya, về chiết xuất từ thiên nhiên. Đó là lý do mà mình yên tâm và lựa chọn quyết định sử dụng Laleya. Nhằm đồng hành cùng chị em phụ nữ trong quá trình làm đẹp bản thân, công ty Long Phụng Khang chuyên sản xuất và phân phối các sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp da. Trong đó, phải kể đến dòng sản phẩm mang thương hiệu Laleya như sữa rửa mặt Rich Moist, kem dưỡng da mặt ban đêm Nano Collagen, kem dưỡng da mặt ban ngày Nano Collagen, serum dưỡng trắng da mặt Facial, serum giảm mụn Anti-Acne, kem dưỡng trắng da Body Nano Collagen, kem giảm nám Laleya tái tạo làm trắng da Nano Collagen. Laleya là một bộ sản phẩm thì nó gồm 7 cái sản phẩm. Và 7 cái sản phẩm này ấy, thì nó có tác dụng rất là tốt và nó hỗ trợ nhau trong vấn đề mà sử dụng điều trị các cái bệnh về ngoài da, thí dụ như nám tàn nhang hoặc là sạm da để trứng cá vân vân. Và cái bộ sản phẩm này thì nó có những sản phẩm làm trắng da và sáng da, kể cả ban ngày ban đêm thì chúng ta đều có thể sử dụng được. Chính vì những cái tác dụng tốt của sản phẩm này thì tôi thấy rằng là tôi khuyên các vị, khi chúng ta đã sử dụng thì không nên mua một hai sản phẩm, mà chúng ta làm dùng cả 7 cái sản phẩm này thì nó sẽ có tác dụng tương tác và hỗ trợ nhau. Luôn mong muốn giúp chị em phụ nữ Việt dễ dàng tiếp cận và sử dụng các dòng mỹ phẩm có nguồn gốc từ tự nhiên để hỗ trợ cải thiện và chăm sóc da, Long Phụng Khang đã phân phối dòng mỹ phẩm thương hiệu Laleya đến với nhiều đại lý, cửa hàng mỹ phẩm tại các tỉnh thành trên cả nước. Sản phẩm Laleya này rất là tốt. Những bạn trẻ, giới trẻ từ 18 đến 25, các bạn vẫn dùng sản phẩm của Laleya vì nó chiết xuất từ thiên nhiên. Các bạn nó xài da rất là tốt, đẹp. Còn những khách hàng lứa tuổi từ 25 trở lên thì các khách hàng đó người ta dùng những sản phẩm ví dụ như là serum chống lão hóa và sản phẩm chống nắng, dưỡng thể, rồi tất cả đều tốt. Làm đẹp da là điều mà tất cả chị em phụ nữ luôn hướng đến trong quá trình chăm sóc vẻ bề ngoài của mình. Và lựa chọn mỹ phẩm tốt cho da là một bước quan trọng không thể thiếu trong đó. Với Laleya, xuất phát từ các tinh chất tự nhiên như rễ cây cam thảo quý hiếm, cây thông đỏ và saffron, nhị hoa nghệ tây, nguyên liệu được nhập khẩu từ Pháp, nên rất an toàn cho làn da và sức khỏe khi sử dụng. Khi mà sử dụng với sản phẩm Laleya thì Trúc cũng đã test thử, và khi mà khoảng tầm 6 tháng trở lên thì Trúc cảm thấy là da của mình nó có một cái sự biến đổi nó rất là tích cực, và nó làm cho da của Trúc nó trắng hơn, bật tông nhanh hơn, vì cái nghề nghiệp của Trúc thì là đi ra ngoài nắng rất là nhiều và da của mình nó dễ bị đen sạm đi. Mà thật ra nhiều khi là mình không có cái gen gọi là da đen và da nám mà mình lại bị như vậy thì mình rất là khó chịu. Thì khi mà sử dụng Laleya xong thì mình thấy là wow, da mình đẹp hơn hẳn. Và Trúc thấy là sản phẩm Laleya là một sản phẩm nên được tất cả mọi người tin dùng. Luôn đi theo con đường hoạt động kinh doanh, đặt sự tin tưởng của khách hàng lên hàng đầu, Long Phụng Khang đang từng bước cố gắng hơn nữa, mang đến những dòng sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, chất lượng và đạt hiệu quả tốt, đồng hành cùng phái đẹp trong quá trình gìn giữ nét thanh xuân, tươi trẻ cho làn da.